Xin chào mọi người, đây là một chiếc clip nhỏ mình làm để tổng hợp lại chuyến đi châu Âu vừa rồi và đợt nghỉ đông của mình. Thì mình khá là tham, chuyến đi của mình kéo dài 25 ngày và mình đi rất là nhiều thành phố, cho nên là mình không có nhiều điều kiện để thực sự trải nghiệm mỗi thành phố. Tuy nhiên thì mình cũng có một cái nhìn khá là tổng quan về nhiều thành phố và nhiều nước ở châu Âu, mà chắc là rất khó để mà có điều kiện để mà đi được một chuyến đi dài như thế này. Thì đầu tiên mình khởi hành từ Amsterdam. Thì Amsterdam là thủ đô của Hà Lan và mình đã muốn đến Amsterdam từ rất lâu rồi, bởi vì ngày xưa mình định apply đi học master ở Hà Lan. Và cảm nhận đầu tiên của mình với Amsterdam là đây là một thành phố rất là nhiều sông và có cảm giác rất là thanh bình và chill. Mọi người rất là open. Hơi khác một chút với cả Stockholm nơi mình đang sống, vì ở Bắc Âu thì thường mọi người khá là hơi khép kín một chút. Tuy nhiên thì Amsterdam mọi người có vẻ khá là cởi mở. Có lẽ là do ở đây rất là phổ biến về cần. Anyway thì ở đây mọi người đi xe đạp rất là nhiều. Đường phố thì rất là phẳng, cho nên rất là dễ để đi xe đạp. Và bọn mình đã có thời gian đi dạo quanh bờ kênh, cũng như là đi một cái chợ Giáng sinh ở trong trung tâm thành phố. Ở đây thì bán rất là nhiều thứ như là các đồ ăn phổ biến truyền thống của Hà Lan, như là soup waffle hoặc là herring, raw herring, cá sống. Và tất nhiên là ở đây có cả cần nữa, như mọi người đã thấy, bánh cần, sô-cô-la cần, ABCXYZ. Thì cảm giác ở đây sống có lẽ là sẽ khá là chill và vui. Tất nhiên là sẽ rất là đắt nữa. Thì ở đây là khu gần Rijks Museum, thì cũng rất là nhiều hoạt động đã diễn ra ở đây. Mọi người đi chơi Giáng sinh, uống rượu nóng, ăn xúc xích nướng ABCXYZ, các thanh niên thì chơi băng. Sau khi rời Amsterdam thì tụi mình đi một chuyến xe bus đêm tới Strasbourg, là một thành phố ở phía đông nước Pháp, giáp với cả Đức. Thì thành phố này được biết đến như là thủ đô, thủ phủ của Giáng sinh, bởi vì ở đây khi Giáng sinh đến thì khu phố trung tâm trang trí rất là Giáng sinh, rất là đẹp và ấm cúng. Thì sau khi bọn mình đã check in xong ở khu camping, ở khu bọn mình ở, bọn mình đã đi dạo trong trung tâm của thành phố, khu gọi là Petite France, đại khái là trung tâm của thành phố này. Thì ở đây là một khu rất là nhiều khách du lịch, với lối kiến trúc có lẽ là truyền thống của Pháp, trông rất là đặc trưng. Có các căn nhà khá là sặc sỡ, và ở trên tường thì có các cái miếng gỗ trang trí trông rất là đặc biệt mà mình chưa thấy ở đâu khác. Thì như mọi người có thể thấy ở đây thì các căn nhà đây tương đối là có cái nét gì đấy kiểu hơi màu mè, màu sắc một chút. Thì do vừa có vụ khủng bố diễn ra chưa lâu trước đó, cho nên là các khách du lịch khi mà bước vào trung tâm khu Petite France thì được kiểm tra ba lô các thứ khá là gắt gao. Thì đây là khu chợ Giáng sinh, đằng sau có một cái nhà thờ rất là lớn và hoành tráng. Ở đây thì bán rất là nhiều thứ rất là hay ho. Mình đã mua được một gói trà rất là thơm ở đây. Và như ở đây là khu quảng trường trung tâm thì mọi người đang tưởng niệm những nạn nhân số đã qua đời trong thành phố vừa rồi. Đây là chiếc tram mà bọn mình đi về camping nghỉ ngơi. Và đây là một tối ở khu quảng trường trung tâm, thì có một cây thông rất là to. Và bọn mình đã rời Strasbourg đến Coma trong ngày, là một thành phố cũng ngay sát với Strasbourg, thì nó cũng somehow là tương tự như Strasbourg. Thì cũng có những căn nhà cổ và cũng có chợ Giáng sinh giống như Strasbourg, cơ bản như vậy. Ở đây cũng rất là đông khách du lịch. Hãy
mọi thứ bán ở Strasbourg và Coma thì giá khá là hợp lý. Rất là nhiều gia đình cũng đưa con cái đến đây chơi. Và khung cảnh mặc dù là rất là đông khách du lịch, rất là touristy nhưng mà cũng rất là thanh bình. Và bọn mình đã có một bữa tối Giáng sinh, tự đi siêu thị và tự mua đồ, tự nấu ăn ở nhà, rất là ấm cúng. Một phần cũng bởi vì vào dịp Giáng sinh thì các hàng quán, các nhà hàng ở Strasbourg hầu như đều đóng cửa. Sau khi rời Strasbourg và Colmar ở Pháp thì tụi mình lên xe đến Munich ở Đức. Và sáng ngày hôm sau, từ Munich tụi mình chia làm hai nhóm, một nhóm thì ở lại trong trung tâm thành phố để khám phá thành phố, và nửa còn lại của mình thì bắt tàu từ Munich đi Füssen, là một thành phố ở phía nam của Đức, để khám phá lâu đài Neuschwanstein. Đây là một lâu đài rất là nổi tiếng, đã truyền cảm hứng cho Disney, sử dụng trong logo của họ, trong rất nhiều bộ phim hoạt hình của họ. Và ở đây thì cảnh rất là đẹp. Mình nghĩ là rất bỏ công để đi, mặc dù mình không được đi lên chiếc cầu cao để ngắm lâu đài từ trên cao, thì nếu như mà được lên đấy thì view còn đẹp hơn nữa. Rất tiếc là bởi vì mùa đông thì họ đóng cửa không cho lên cái cầu đó. Và buổi tối hôm đó thì tụi mình đến nhà hàng Opera House để ăn bữa tối. Đây là một nhà hàng rất là nổi tiếng ở Munich, có ban nhạc chơi nhạc và trình diễn rất là nhiều tiết mục văn hóa đặc sắc của vùng Bavaria. Thì sáng hôm sau tụi mình đến sân vận động Allianz Arena, sân nhà của Bayern Munich, và tham quan. Dù không được vào sân nhưng mà mình nghĩ cũng rất là thú vị. Sau khi rời Munich thì tụi mình đã đến Salzburg, là một thành phố ở Áo giáp với nước Đức. Và từ Salzburg thì lại bắt một chuyến bus sáng sớm để đến Hallstatt, là một thị trấn nhỏ mà có lẽ các bạn du học sinh ở châu Âu không còn xa lạ gì. Và đây là một thị trấn nhỏ gần núi và gần một chiếc hồ lớn, rất là đẹp, rất là thanh bình. Ở đây rất là đông khách du lịch đến từ các nơi khác nhau, nhất là các nước châu Á như là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Khách du lịch châu Á thì rất là nhiều luôn. Thực ra thì đến đây thì rất là dễ hiểu lý do vì sao thôi, tại vì ở đây nó có sự pha trộn giữa thiên nhiên và cuộc sống của con người. Mặc dù cảm giác cũng đương nhiên là rất là touristy rồi, nhưng mà rất là thanh bình và dễ chịu. Chỉ cần đi bộ khoảng độ có lẽ là 2 tiếng, 3 tiếng là đã gần như là hết được cả cái thị trấn này rồi. Giá thuê nhà và khách sạn và nhà hàng đây rất là đắt, cho nên là tụi mình mang đồ ăn sáng đi để không phải tiêu nhiều tiền ở đây. Và tất nhiên là cũng đi và về trong ngày thôi. Ở đây rất là đông khách, cho nên là để mà có được một vị trí đứng chụp ảnh thì rất là khó. Thì sau khi rời Hallstatt thì tụi mình cũng rời luôn Salzburg để đến với Viên, là thủ đô của Áo. Hơi tiếc vì không có nhiều thời gian khám phá. Salzburg cũng là một thành phố rất là thú vị. Và ở Viên thì ngày đầu tiên bọn mình ở, thời tiết rất là xấu và mưa. Hôm đó giày của mình ướt sũng bởi vì đi bộ dưới mưa nhiều quá. Thì trong ngày hôm đó bọn mình đã đi chơi được Schönbrunn Palace, là cung điện mùa hè, cũng như là khu bảo tàng trung tâm ở Viên. Ở Viên rất là nhiều bảo tàng, ai mà thích khám phá nghệ thuật và văn hóa thì sẽ rất là thích Viên. Và đây là chợ Giáng sinh trước Rathaus và City Hall của Viên, rất là hoành tráng. Và mặc dù là Giáng sinh đã qua và đã gần năm mới rồi, tuy nhiên là chợ Giáng sinh vẫn hoạt động và vẫn rất là đông khách, mọi người đến vui chơi và ăn uống vẫn rất là đông. Sáng sau thì bọn mình đi khám phá trung tâm thành phố, thì đây là khu quảng trường Stephanplatz với một nhà thờ Saint Stephen, đúng không? Rất là to và hoành tráng. Và đây là một buổi hòa nhạc để chào đón năm mới, mọi người đang nhảy múa rất là vui. Và Viên với vai trò là thủ đô nhà cổ điển của châu Âu thì là nơi sinh như là Việt Nam nói chung, là quê hương của rất là nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như là Beethoven, Mozart, Schubert, cho nên là rất là dễ để thấy sự hiện diện của nhạc cổ điển ở đời sống hàng ngày ở Viên. Có lẽ là để bù lại cho thời tiết ngày hôm trước rất là xấu và dở hơi thì ngày hôm sau trời rất là đẹp, hửng nắng và mọi người ra đường rất là đông.
thực sự là đi dạo rất là thích trong thời tiết như thế này. Và lúc nãy như mình có nói là với sự hiện diện của nhạc cổ điển ở đây thì ngay cả đến một cái public toilet như thế này cũng phát nhạc cổ điển. Thử tưởng tượng cảm giác đi vệ sinh và nghe nhạc cổ điển, đó có lẽ là rất là đáng để trải nghiệm ở Viên. Bọn mình đang đi khám phá VU Viên, là một trường đại học về kinh tế và kinh doanh hàng đầu ở Áo. Trường rất là đẹp và hiện đại. Đây là khung cảnh giao thừa 2019 ở Rathaus ở Viên. Mọi người tập trung ở đây rất là đông. Và kiến trúc cứ nghẹt thở thì mới có chỗ đứng. Và sau đấy khi trở về chỗ ở thì ga tàu cũng đông nghẹt người luôn. Sau thì mình đã đi khám phá đồi Kahlenberg, là một ngọn đồi trung tâm ở Viên với view nhìn xuống cả thành phố Viên rất là đẹp, cùng với Balin là bạn của mình ở SSC. Balin học Master International Business, là người Hungary nhưng mà ngày xưa học Bachelor ở VU Viên. Sau khi rời Viên và Áo thì mình lên xe di chuyển xuống sang mạng phía đông của châu Âu. Thì điểm đến chính của mình sắp tới là Budapest, tuy nhiên thì mình đã dừng chân vào buổi chiều ở Bratislava, là thủ đô của Slovakia, nằm giữa Viên và Budapest. Thì Bratislava mình cũng không khám phá nhiều lắm. Mình chỉ dành khoảng 3-4 tiếng ở Bratislava, đi dọc tham quan khu phố cổ. Thì Bratislava cũng, khu phố cổ Bratislava khá là đẹp và cũng có nhiều căn nhà cổ kính và nhiều quán ăn và pub. Bar pub rất là rẻ. Ở đây thì có lẽ sẽ không có khám phá được nhiều lắm. Tuy nhiên nếu như mà để kiểu stop over 1-2 ngày thì cũng ok. Cùng buổi tối thì mình đã lên bus để đi từ Bratislava sang Budapest, là thủ đô của Hungary. Trời, ngày đầu tiên mình ở thời tiết rất là đẹp, lý tưởng để khám phá. Thì Budapest là một thành phố được chia hai nửa bởi con sông Danube thơ mộng. Budapest là có lẽ là phần chính, trung tâm tài chính kinh tế của thành phố. Còn bờ Buda là bờ nằm trên một con đồi, và có lẽ là nó cũng hơi giống kiểu Sapa hoặc Đà Lạt ở Việt Nam mình. Thì mình đang bắt tram để đi từ Pest sang phía Buda. Thì mình đã có mặt ở đồi Buda và ở đây có một nhà thờ tên là Matthias Church rất là đẹp, và một khu gọi là Fisherman Bastion. Thì ở trên này có view nhìn xuống con sông Buda cũng như là bên bờ Pest, rất là đẹp. Thực sự là khi mà lên được đến đây thì cảm giác rất là tuyệt vời. Và tất nhiên là chỗ này cũng free nữa, cho nên là rất là đông khách du lịch ở đây. Bây giờ mình thấy cảnh ở đây quá là đẹp, cho nên là mình đã lấy điện thoại quay clip chụp ảnh rất là nhiều ở đây. Và điện thoại của mình thì vốn pin đã chai rồi, cho nên là chết pin liên tục, và tay mình thì cũng lạnh cóng và đông cứng luôn tại vì nhiệt độ lạnh và rất là thấp. Tuy nhiên thì mình thấy siêu enjoy luôn ở đây, quá là đẹp và thanh bình. Có lẽ điều là mình ấn tượng nhất với Budapest là việc thành phố bị chia làm hai nửa bởi con sông, một nửa là thiên nhiên và một nửa là thành thị. Cảm giác như có một sự tương phản rõ rệt giữa hai nửa của thành phố, và mình thấy điều đấy rất là hay ho. Và ngày hôm sau thì mình đã cùng với Berlin, mình đã gặp lại Berlin. Berlin đã từ hometown của mình đi sang Budapest để chơi với mình và dẫn mình tham quan. Thì đây là khu Hero Square, có sân băng để mọi người trượt băng, và cũng như là vẫn còn chợ Giáng sinh để mọi người mua sắm và ăn uống. Gần đây còn có suối nước nóng, tên hơi khó đọc, rất là nổi tiếng. Và cái lai tàu metro này là một lai tàu siêu cổ, và mặc dù nó là tàu điện ngầm nhưng mà cảm giác như giống như là tram đúng hơn, tại vì nó quá là cổ và cũ. Thì sau đó bọn mình đã đi dọc vào sông để ngắm Parliament Building, là một tòa nhà có lẽ là ấn tượng nhất ở phía Pest của Budapest. Nếu như mà mọi người có đến Budapest chơi thì hãy dùng thẻ public transport để lên phà miễn phí và ngắm nhìn thành phố từ trên sông.
cũng tương tự như Stockholm, cũng có nhiều sông hồ biển, và bạn cũng có thể dùng thẻ public transport để lên phà và ngắm nhìn thành phố. Là một cảm giác ngắm cảnh rất chi là luxury mà mình luôn luôn recommend khi mà bạn bè của mình đến Stockholm. Đây là khách sạn Gellert với một cái bát tắm khoáng cũng rất là nổi tiếng ở đây. Bọn mình đang đi bộ lên đồi Gellert Hill, là một ngọn đồi có view còn cao hơn cả trên lâu đài Buddha nữa. Thì khi mà bọn mình đi bộ lên thì trời đang là hoàng hôn, mặt trời đang xuống, chiều nắng vàng rất là đẹp. Ở trên đỉnh đồi thì cũng khá là đông khách du lịch. Ở trên đồi thì bạn có thể ngắm được view phía Pest, cả khu trung tâm đông đúc hiện đại cũng như là khu dân cư phía xa xa với những tòa nhà theo lối kiến trúc Soviet kiểu rất là đặc trưng. Tạm biệt Budapest, mình lại bắt một chuyến bus đêm để đi từ Budapest sang Krakow, là thủ đô cũ của Ba Lan, và bây giờ là thành phố có lẽ là lớn thứ hai của Ba Lan, phía sau thủ đô hiện tại là Warsaw hay là Warsaw. Thì đây là khu quảng trường chính của Krakow với chợ Giáng sinh với cả nhà thờ Saint Mary, là nhà thờ rất là lớn ở đây. Đây là khu lâu đài Vavel Castle, là một lâu đài rất là nổi tiếng ở Krakow với view nhìn xuống thành phố cũng rất là đẹp. Và như mọi người có thể thấy thì trời đang rất là lạnh và tuyết rơi dày. Ở Krakow thì mình cũng không có quá nhiều thời gian để khám phá các nơi vì thời tiết cũng không thực sự ủng hộ lắm. Nhưng mà đặc biệt là đồ ăn ở đây thì rất là rẻ. Nói chung là ăn uống ở Ba Lan và Đông nói chung thì siêu rẻ. Nếu mà so với các nước Tây Âu và nhất là phía Bắc Âu như nơi mình đang sống. Nếu lần sau có dịp quay trở lại Krakow thì mình sẽ dành thời gian đi tham quan mỏ muối cũng như là trại tập trung Auschwitz, là những địa điểm rất là nổi tiếng với khách đến tham quan Krakow nằm ngoài trung tâm thành phố. Sau khi rời Krakow và Ba Lan thì mình di chuyển sang Berlin. Ở Berlin 2 ngày thì thời tiết rất là xấu và mình cũng không có nhiều điều kiện để ra ngoài khám phá. Sau khi rời Berlin thì mình sang Munster, 5 ngày để làm bài thi technical exam, và sau đó sang Hamburg. Munster thì không có nhiều thứ để khám phá lắm, cho nên mình cũng không quay hay chụp gì cả. Tuy nhiên thì Hamburg rất là đẹp, một thành phố cảng lớn, và ngoài những căn nhà cổ, kiến trúc cổ như là tòa City Hall, Rathaus hay là những ngôi nhà thờ đẹp thì cũng có một khu phố cảng là Hafen City, nhìn rất là hiện đại với những tòa nhà theo lối kiến trúc hiện đại, và kia là tòa nhà Philharmonic Building, một tòa nhà hòa nhạc rất là đẹp và hiện đại mới được khánh thành 2 năm trước. Đêm cuối của mình ở Hamburg cũng như là ở Đức kết thúc chuyến đi du lịch châu Âu 25 ngày, mệt nhưng mà cũng rất là đã và thực sự là đáng nhớ.